không ngờ máy này có thể cắt gỗ nhanh và ngọt như vậy ha anh em. Đây là một chiếc máy cắt rung. Nó có thể cắt gỗ, cắt nhựa, cắt sắt, cắt kim loại, cắt đinh, cắt nhôm đồng này kia, nói chung là rất nhiều thứ, rất là đa năng. Và nó còn có thể chà nhám luôn ha anh em. À, chà nhám. Rất là thú vị. Và nó đến từ hãng Milwaukee, mã là C12MT. Chi tiết chúng ta hãy cùng đi xem tiếp nhé. Khi anh em mua cái máy này về thì nó được đựng trong một cái hộp như thế này. Khi mở ra, anh em sẽ có một cái túi xách của Milwaukee rất là ngon lành. Đó. Nhỏ gọn và đựng được rất nhiều đồ ha. Ở trong đây thì ngoài giấy tờ ra thì chúng ta sẽ có những cái phụ kiện. À, tất nhiên ngoài cái thân máy ra nha, thì anh em sẽ có một cái lưỡi cắt gỗ này, một miếng đế chà nhám nè, 12 miếng giấy nhám P60, P80, P120 và P240, một cây lục giác để vặn mở lưỡi và một miếng adapter để anh em có thể sử dụng tất cả các loại lưỡi ở trên thị trường. Đó là tất cả những gì ở trong hộp, sẽ không có pin, và nếu như anh em có pin rồi thì ok, còn không thì anh em phải mua thêm pin. Pin là loại pin M12 của Milwaukee nha anh em. Đó. Máy được bảo hành chính hãng 1 năm và anh em hãy nhớ mua những địa chỉ uy tín để mua đúng hàng chính hãng và được bảo hành chính hãng nhé. Con máy này nó nặng đâu đó tầm khoảng 1kg anh em, và khi cầm trên tay thì nó khá là nhẹ nhàng. À. Và thiết kế cũng rất là chắc chắn. Bọc cao su những cái phần màu đen này. Đó. Cầm thì cảm giác cũng rất thoải mái ha. Về cấu tạo thì chúng ta sẽ có một cái công tắc on off ở bên trên. Và bên hông này thì anh em sẽ thấy có những cái đèn để báo pin. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái núm để mà chúng ta chỉnh tốc độ từ 5.000 tới 20.000 vòng trên phút. À, từ rất là thấp tới rất là cao. Phía trong đây chính là khối động cơ của máy, và đây là động cơ có chổi thang nha anh em. Tiến tới đây thì chúng ta sẽ có cái phần để chúng ta lắp lưỡi vào đây nè. Thì thử lắp một cái lưỡi coi. Đây, chúng ta sẽ dùng cái cây lục giác đi kèm để chúng ta mở cái này ra. Sau đó thì chúng ta lắp cái lưỡi vào. Tùy vào loại lưỡi mà anh em lắp nha. Nếu như những cái loại lưỡi của anh em lắp không có vừa cái họng này thì anh em sẽ dùng thêm cái miếng đệm ở đây nè. Miếng đệm này nó có hai mặt. Một mặt là hình chữ thập như thế này và một mặt là hình tròn. Tùy vào trường hợp, tùy vào cái loại lưỡi mà anh em có thể sử dụng cái mặt nào cho nó phù hợp. Ví dụ cái loại mà như thế này nè, ở giữa hình tròn đó, và có những cái chấm xung quanh thì anh em không cần dùng cái miếng đệm luôn. Cái loại này cũng vậy, loại này là giống như vậy nè. Đây, cái kiểu nhìn như thế này thì anh em không cần dùng. Còn những cái loại mà như thế này đó, anh em mua về thấy cái lỗ ở trong nó kiểu như thế này thì anh em phải dùng. Và dùng kiểu nào, dùng mặt nào thì ở đây nó có hiển thị cho anh em xem. À, cái này anh em về tìm hiểu thêm ở trong cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này ha. Đây, Thành lắp thử cái miếng này. Đây, lắp vô luôn. Không cần phải có cái miếng đệm kia. À, lúc này chúng ta đã có thể đem đi sử dụng được rồi ha. Ở phía sau này thì là khoang lắp pin của máy. Và khi anh em sử dụng cái loại pin 2Ah này á, thì cái máy nó rất là gọn, rất là thun. Đó. Khi mà chúng ta sử dụng nó sát tường hay như nào thì chúng ta cũng không có bị chạm xuống dưới. Nên là cái góc cắt của anh em nó sẽ rất thoải mái ha. Máy có tốc độ từ 5.000 tới 20.000 vòng trên phút có thể điều chỉnh được. Và độ rung trái phải mỗi bên là 1.5 độ. Có thể sử dụng để cắt rất nhiều loại vật liệu tùy theo loại lưỡi mà anh em mua kèm. Ngoài việc cắt và chà nhám thông thường thì có những việc mà những cái máy khác không làm được mà chỉ có sử dụng máy này. Ví dụ như anh em cắt những cái đường gỗ sát tường hay là cắt những cái ống nằm sát vào trong tường thì anh em phải sử dụng cái máy này thì nó mới có thể cắt gọn gàng và sát được. Máy này rõ ràng là một máy rất là đa năng và Milwaukee đã làm ra một cái con máy chất lượng rất là tốt. Khả năng cầm nắm rất là tốt. Chất lượng build tốt. Đó, nói chung là con này rất là ok ha anh em. Tuy nhiên mức giá của nó cho một cái thân máy không là 2.500.000, khá là cao. À, nhưng mà
Đổi lại thì anh em sẽ có một con máy mà không có nhiều những máy khác có thể thay thế được trong một số những cái công chuyện mà chúng ta vẫn làm, đặc biệt cho các anh thợ sửa chữa. Nếu như anh em quan tâm và muốn mua máy, anh em có thể để lại số điện thoại bên dưới phần nhận xét, nhân viên kết nối tiêu dùng sẽ gọi lại cho anh em. Hoặc anh em có thể mua trực tiếp trên website kếtnối tiêu dùng.vn, hoặc cũng có thể là gọi vào số hotline của Kết Nối Tiêu Dùng để đặt hàng. Mua hàng Kết Nối Tiêu Dùng thì 100% là hàng chính hãng và Kết Nối Tiêu Dùng ship hàng toàn quốc, ship nhanh ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1-2 giờ đồng hồ. Có bất kỳ thắc mắc gì thì anh em hãy để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Đừng quên cho một like cũng như là bấm vào nút đăng ký để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai của Kết Nối Tiêu Dùng. Kết Nối Tiêu Dùng sẽ có rất nhiều những clip hay về máy móc cũng như là các chương trình khuyến mãi giảm giá trong rất nhiều dịp ở trong năm. Cho nên là anh em đừng bỏ qua nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.